Hi, xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Vua Đồ Dò. Mình liên viên Tào Lao, chào biết đâu Trần Hoàng Đại Lâm Melotali. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt của Đại Lâm An. Đại Lâm đã trở lại xã Tân Hiệp, Long Thành, Đồng Nai, sân của Hoàng Mai. Trước giờ các bạn có biết ông chủ sân Hoàng Mai là Sang Kỳ Đà, nhưng các bạn đâu có biết bà chủ sân đẹp gái xinh gái như thế nào. Hiện tại bây giờ bà chủ sân đang độc thân. Các bạn hãy tìm hiểu nha. Mà hôm nay là ngày Đại Lâm nhận nút bạc hôm 10 tháng 5. Và Đại Lâm cũng như ở đây là về thăm lại anh em bạn bè ở đây. Giống như là Đại Lâm thường xuyên ở đây. Ở đây là ba ba của Khương Tiểu Nha. Đấy, ông ba ba lão ngoan đồng mà lúc trước Đại Lâm nói 100 tuổi đó các bạn ơi. Đây. Còn đây là Khương Tiểu Nha. Bạn thân của Đại Lâm mà thường ra Đại Lâm ở nhà của Khương Tiểu Nha và của bầu của Chắc Sầu Riêng. Quýnh Diêu Huy võ Chắc Sầu Riêng bán ông bầu luôn. Tại sân Lu Ta Cà Phê nha các bạn, đây là bầu Khương Tiểu Nha nha. Đấy. Đây rồi ba ba của mà hiện tại bây giờ là đây là nhà của ba ma và mama của Khương Tiểu Nha. Và Đại Lâm lãnh nút bạc và hứa với các bạn và đãi cho các bạn một cái nồi lẩu rất hấp dẫn. Đây toàn là các cô gái rất dễ thương, đẹp gái, xinh gái các bạn. Và có hai mama. Đây là má Năm, một trong những người mẹ tảo tần vất vả nuôi con. Má Ba cho xin lỗi. Các má ăn, các con ăn xong rồi má Ma rửa chén không? Tội cho mama ghê lắm. Còn đây là má Sáu. Má Sáu rất dễ thương, có những điều nhảy hàng tuần thứ ba, thứ năm, thứ bảy tại cà phê Cỏ Đá nha. Các bạn nào có gần xã Tân Hiệp, Long Thành hôm nay thì hãy đến xem mama nhảy nha. Còn đây là má Mì. Còn đây là các bạn thấy ông bầu Khương Tiểu Nha như thế nào. Còn đây là xuất hiện bà bầu Khương Tiểu Nha đây. Đó, bà bầu thật sự bự to thiệt các bạn. Đây, bà bầu luôn nha. Còn đây là rất cô gái dễ thương, chưa có người yêu gì cho các bạn là thật sự rất dễ thương. Ở đây là các cô gái đo chừa tròn 18-20, quá dễ thương các bạn ơi. Các bạn nhìn kỹ đúng không? 18-20 à. Rất dễ thương, chưa có bồ, chưa người yêu. Các bạn nào có đặt cọc thì đến luôn nha. Ok. Còn đây là người mà các bạn chưa biết lại. Bà chủ sân Hoàng Mai Tân Hiệp thời nào và hiện tại bây giờ bà chủ sân Hoàng Mai. Đấy. Hiện tại bây giờ Hoàng Mai đang rất dễ thương, đang độc thân, đang ra tìm bạn bốn phương. 37 tuổi, năm nay 5 tuổi luôn bạn ơi. Mình xin chúc xin chúc cho bà chủ Mai Hoàng sân Hoàng Mai luôn sức khỏe, an lành nè, tìm được ông chủ mới nha. Thì các bạn thấy ông cô áo đen này mới có 21 tuổi thôi bạn ơi, tuổi đôi mươi xinh xanh, rất dễ thương. Bạn ơi, rất dễ thương, rất dễ thương. Còn đây hai ba con gái này đã nấp trốn cũng mới 19-20, nấp luôn các bạn ơi nha. Đặt cọc ơi, đặt cọc đến đây nha. Xã Tân Hiệp, Long Thành, Đồng Nai. Trời ơi là trời. 18-20 rất dễ thương. Đang mất cỡ, còn rất mất cỡ lắm các bạn ơi. Trời ơi trời, tội nghiệp ghê các bạn ơi. Đây, đây là thật sự hôm nay Đại Lâm có đãi các chị em mama toàn thể đây. Nồi lẩu lẩu gì? Cái gì lẩu gì rất đặc biệt vậy? Có cái quán gì? Lê Dương. Đây, Lê Dương của Tân Hiệp, Long Thành, Đồng Nai. Cái nồi lẩu còn lẩu thái. Các bạn thấy ông hai người, một người đang độc thân, đang người đang tìm người thân bốn phương luôn các bạn. Bà chủ Hoàng Mai sân Tân Hiệp nha. Hoàng Mai dậy sống ngày nào? Cái gì? Dĩa cơm 35. Nước suối 10 ngàn. Nước suối 10 ngàn. Bán đi phá sản.
bán hết phá sản luôn bà chú không ai. Xin chúc cho bà chủ Hoàng Mai hiện tại bây giờ thất nghiệp, luôn sức khỏe, an lành, chuẩn bị kiếm ông chủ mới các bạn ơi. Trời ơi trời, 18 đô 10. Các bạn thấy không, các bạn ấy 18 đô 10 còn rất mất cỡ nè, chưa biết yêu cho nên nhút nhát lắm các bạn ơi. Các bạn nào có đến đây thì alo cho Lâm nha. Xã Tân Hiệp, Long Thành, Đồng Nai, gần sân Hoàng Mai luôn các bạn, cách sân Hoàng Mai khoảng 400 mét thôi các bạn ơi nha. Nè, một năm nữa. Đây là thật sự mà nói là bà chủ của Sơn Hoàng Mai, trước đây là của Sang Kỳ Đà, và hiện tại bây giờ đã Sang Kỳ Đà đã không còn ở đây nữa. Bà hiện tại bây giờ bà chủ đang ở một mình, rất buồn và rất buồn các bạn ơi. Bà chủ đang muốn tìm người thân mới, phu phương nhờ đại Lâm làm mai làm mối giùm. Thật là đau đầu quá đi. Tôi làm mai tôi chưa xong rồi đòi làm mai cho ai? Ok mày. Thôi dạ, cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Tuổi 18 đô 10 các bạn rất dễ thương, chưa có nghèo. Xin mà có một điều các bạn ơi, A quắn ăn quá cái nào lỗi đó luôn các bạn ơi.